siêu vắng vẻ luôn mọi người. Đã thịt heo chênh nhau nhiều ở đây. Thịt heo 150g là tầm 13.000 won. Thịt bò 120g là 19.000 won. Đây là bữa ăn đầu tiên ở Seoul với món thịt bò. Nhưng mà cái này ngon đấy. Hai đầu rồi. Mẹ thấy con ổn không ạ? Nó cay quá. Nhưng bữa không nghĩ là cay thế. Mấy gạo nướng giòn giòn ở ngoài, mềm ở trong vậy nhỉ?